Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra bình luận đầu tiên về đề xuất gửi lực lượng mặt đất từ các nước phương Tây tới Ukraine của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu, ông Zelensky nói rằng bất kỳ sáng kiến nào của các nhà lãnh đạo thế giới nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine trong việc đẩy lùi các lực lượng Nga sẽ có lợi cho toàn thế giới. Người đứng đầu nhà nước Ukraine cho biết ông không có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nơi ông Macron đưa ra ý tưởng nêu trên. Nhưng theo ông Zelensky, Tổng thống Pháp đã nói rằng khi đến Ukraine dự kiến vào giữa tháng 3 tới, ông ấy sẽ thảo luận về những ý tưởng mới nhằm củng cố Ukraine và chia sẻ thông tin. Theo tờ Ukraiska Pravda, cũng tại cuộc họp báo nêu trên, ông Zelensky còn lưu ý rằng trước đây cá nhân ông đã có cuộc gặp tốt đẹp với Tổng thống Macron và hai người đã thảo luận về nhiều sáng kiến nhằm củng cố tình hình trên chiến trường Ukraine. Đồng thời, sáng kiến cơ bản chính hiện nay là các đối tác phải thực hiện các thỏa thuận trước đây về việc cung cấp vũ khí kịp thời cho Ukraine. Trước đó, trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris hôm 26 tháng 2, Tổng thống Pháp Macron không loại trừ khả năng đưa quân nhân NATO tới Ukraine để ngăn chặn chiến thắng của Nga. Theo CNN, sau phát biểu của ông Macron, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều nhắc lại rằng Tổng thống Joe Biden đã loại trừ việc điều quân đội đến chiến đấu ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Nhiều lãnh đạo châu Âu khác như Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng bày tỏ không có chủ trương cử binh sĩ tham chiến. Kênh Al Jazeera đánh giá việc điều binh sĩ đến Ukraine là điều cấm kỵ, đặc biệt trong bối cảnh NATO tránh bị lôi kéo vào xung đột rộng hơn với Nga. Và NATO sẽ chỉ tham gia khi cả 31 thành viên đều nhất trí. Về phần mình, Điện Kremlin đã cảnh báo rằng một cuộc xung đột trực diện giữa NATO và Nga là không thể tránh được nếu khối quân sự này điều binh sĩ tới Ukraine. Trong bối cảnh quan điểm của Tổng thống Macron không nhận được nhiều ủng hộ, chính phủ Pháp đã nỗ lực làm rõ phát biểu của nhà lãnh đạo này. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné ngày 27 tháng 2 nêu rõ Tổng thống Macron đề cập đến việc điều binh sĩ nhưng cho một số nhiệm vụ đặc thù, ví dụ như giò mìn, sản xuất vũ khí và an ninh mạng. Những công việc này đòi hỏi hiện diện của binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine mà không vượt qua ngưỡng chiến đấu. Việc điều binh sĩ không nhằm phát động chiến tranh chống Nga. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28 tháng 2 cảnh báo sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ dẫn đến tình hình gia tăng trực tiếp. Bà Zakharova cũng nhấn mạnh với mỗi chuyến hàng vũ khí mới cung cấp cho Kiev hiện nay, các quốc gia phương Tây đang gia tăng xung đột. Tuy nhiên, bà Zakharova cũng lưu ý không có gì bí mật khi quân nhân từ một số quốc gia thành viên NATO đã có mặt ở Ukraine và hỗ trợ quân đội nước này theo nhiều cách khác nhau. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 27 tháng 2 rằng việc thảo luận về khả năng gửi một số quân từ các nước NATO tới Ukraine là một yếu tố mới rất quan trọng. Trái với tuyên bố của Pháp, Mỹ cho biết họ không có kế hoạch gửi bộ binh tới Ukraine, trong khi Đức anh, Tây Ban Nha, Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng không đồng ý với bất kỳ đề xuất nào về việc họ có thể đưa bộ binh tham gia xung đột. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg nói với hãng tin AP rằng các đồng minh của NATO đang cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine, nhưng không có kế hoạch nào cho lực lượng chiến đấu của NATO trên bộ ở Ukraine. Lực lượng Nga đang tìm giải pháp thay thế sau khi mất hai máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ trong hai tháng qua. Ukraine cho rằng lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái UAV để thay thế cho các máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 bị bắn rơi. Moscow khó có thể tìm ra giải pháp nhanh chóng và hiệu quả tương đương cho việc mất mắt thần trên không. Người phát ngôn lực lượng miền nam Ukraine Natalia Humenyuk cho biết Moscow đang cố gắng thay thế máy bay điều khiển và cảnh báo sớm trên không A-50 bằng UAV trinh sát. Bà Humeniuk cho hay phía Nga đang cố gắng thu thập thông tin mà A-50 không thể chuyển đi được nữa. Nga đã mất hai máy bay A-50 kể từ đầu năm tới nay. Ukraine tuyên bố bắn hạ một chiếc A-50 trên biển Azov vào giữa tháng 1 và một chiếc A-50 khác trên lãnh thổ Nga vào ngày 23 tháng 2. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine GUR cho biết Lực lượng nước này đã bắn rơi một chiếc A50U vào ngày 23 tháng 2 gần thị trấn Primorsk, Atask ở vùng Krasnodar của Nga, gần biển Azov. Các nguồn tin giấu tên nói với tờ Ukrainska Pravda rằng Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không S200 để nhắm vào máy bay Nga. Trong một bản cập nhật tình báo sau khi chiếc A50 đầu tiên của Nga bị bắn rơi vào tháng 1 năm 2024, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đã triển khai A-50 trong lãnh thổ Nga gần khu vực Krasnodar và cách xa Ukraine hơn. Điều này cho thấy rõ khả năng chấp nhận rủi ro đối với máy bay A-50 đã giảm đi và Moscow đang nỗ lực duy trì những chiếc còn lại. Máy bay Beriev A-50 giúp Nga tìm kiếm lực lượng phòng không Ukraine và điều phối các cuộc tấn công do các máy bay khác của Nga thực hiện, chẳng hạn như máy bay phản lực thế hệ thứ tư. Mỗi chiếc đều có giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Nga cần 3 quỹ đạo cảnh báo sớm để bao quát toàn bộ chiến tuyến dài 1.000 km ở Ukraine. Một quỹ đạo ở phía Nam, một ở phía Đông và một ở phía Bắc. Phải cần ít nhất 9 máy bay chiếc A-50 để bao quát cả 3 quỹ đạo. Mỗi quỹ đạo cần có một máy bay ở căn cứ, trong khi một chiếc khác đang thực hiện nhiệm vụ và chiếc thứ ba đang được bảo trì. Việc mất hai máy bay A-50 sẽ khiến Nga mất đi một quỹ đạo cảnh báo sớm và buộc Moscow phải quyết định khu vực nào ở tiền tuyến sẽ không còn mắt thần trên không nữa. Đó là một lựa chọn khó khăn khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV sâu vào từng khu vực. Frederick Mertens, nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược La Hay cho rằng UAV trinh sát khó có thể thay thế A-50. Ngay cả khi UAV được trang bị radar, chúng vẫn không đủ sức mạnh để phủ sóng radar với phạm vi tương đương với A-50. Theo ông, việc trang bị radar cho UAV sẽ khiến những phương tiện không người lái trở thành tài sản đắt giá hơn nhiều. Ông Samuel Bennett, thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân nhận định Nga có thể đang sử dụng kết hợp các máy bay không người lái trinh sát, chẳng hạn như Orlan 10 và Orlan 30. UAV đã trở nên phổ biến trong hơn 2 năm xung đột giữa Nga và Ukraine. Chúng thường được triển khai để trinh sát và đôi khi hoạt động trên chiến trường tốt hơn so với pháo binh. Nhà phân tích Mertens cho rằng việc thay thế máy bay cảnh báo sớm trên không bằng các phương tiện không người lái là một công việc cần nhiều năm phát triển chuyên tâm. Moscow cũng có thể sử dụng các hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, nhưng điều này cũng sẽ tiêu tốn thời gian, nguồn lực và sẽ không thể thay thế được radar. Các máy bay do thám là tài sản rất có giá trị đối với Nga. Theo báo cáo cán cân quân sự 2024 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, nước Anh tổng hợp và công bố, tính đến cuối năm 2023, Nga ước tính có 2 máy bay A50 và 8 máy bay A50U. Con số này được cập nhật trước khi Nga mất 2 chiếc A50 trong năm nay. Các quân nhân thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ số 155 của Nga, ngày 28 tháng 2 tập trung đội hình để cấp trên kiểm tra và tổ chức diễu duyệt tại khu đất trống tại thị trấn Elenaovka, tỉnh Donetsk, cách tiền tuyến miền đông Ukraine khoảng 12 km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Tuy nhiên, một máy bay không người lái cỡ nhỏ drone của Ukraine phát hiện đội hình quân đội Nga đang tập hợp giữa ban ngày và lập tức chuyển tọa độ cho khẩu đội HIMARS gần đó. Hai rocket M3031 mỗi quả chứa 182.000 viên đạn bi, nhanh chóng được khai hỏa từ pháo HIMARS xuống mục tiêu. Truyền thông Ukraine cho hay, cuộc tập kích khiến 19 quân nhân Nga thiệt mạng, trong đó có một đại tá và hai sĩ quan khác. Chỉ huy lữ đoàn 155 là đại tá Mikhail Gudkov bị thương. Một số blogger quân sự Nga xác nhận thông tin và cho biết đây là lần thứ ba vụ tập kích kiểu này diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần. Đây không phải sai lầm riêng lẻ nữa mà đã trở thành tình trạng phổ biến, một blogger nhận định. Việc quân đội Nga tụ tập số lượng lớn ở những khu vực chống trải trong tầm tấn công của Ukraine đã xảy ra không ít lần và gây ra hậu quả rất lớn. Hồi tháng 8 năm 2023, một đơn vị Nga tập trung trên côn cát de Harihak ở vùng Kherson đã tham gia huấn luyện cũng bị tấn công bằng HIMARS với thương vong lên đến 200 người. Trước đó, trang min.in.ua cho biết các kiếp điều khiển hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS Ukraine cũng đã nã đạn vào một trại huấn luyện của Nga nằm gần làng Podokalinivka ở tỉnh Kherson nơi các binh sĩ thuộc Trung đoàn Đường không số 328, Lữ đoàn số 810 và Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 810 Nga đang có mặt ở đó. Theo đó, một máy bay không người lái UAV xác đã phát hiện nơi binh sĩ Nga huấn luyện tại khu vực nằm cách bờ sông Dnep khoảng 27 km về phía đông. Chiếc UAV sau đó đã chuyển dữ liệu tọa độ về sở chỉ huy, cũng như thực hiện nhiệm vụ điều hướng hỏa lực cho các kiếp điều khiển HIMARS. Báo cáo sơ bộ từ quân đội Ukraine cho thấy, Bắt đợt tấn công của tên lửa HIMARS đã khiến khoảng 60 binh sĩ và sĩ quan Nga thiệt mạng. Kênh Telegram RIBA ở Nga nhận định vụ tập kích bằng pháo HIMARS của Ukraine vào đội hình tập trung của Nga là sự kiện bi thảm và cho rằng các sĩ quan cấp cao thiếu ý thức chung và thiếu linh hoạt trong suy nghĩ là điều không đáng ngạc nhiên. Các bên tham gia chiến sự Nga-Ukraine từng chịu thiệt hại khi yêu cầu binh sĩ tập trung tại một khu vực để chuẩn bị cho những sự kiện có cấp trên tham dự. Hồi đầu tháng 11 năm 2023, Quân đội nga cũng dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tấn công vị trí của lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia. Nhiều tài khoản mạng xã hội Ukraine cho biết ban chỉ huy lữ đoàn 128 yêu cầu 100 binh sĩ tập hợp để tổ chức lễ trao thưởng nhân ngày truyền thống của pháo binh nước này. Vụ tập kích tên lửa khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong, trong đó có chỉ huy lữ đoàn và một số sĩ quan thiệt mạng. Ukraine sau đó tuyên bố tập kích lễ trao thưởng của lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập cần vệ số 810 của nga để trả đũa. Phía Nga cho biết Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS khai hỏa cách mục tiêu khoảng 80 km.